Đây là thế giới mà cháu Hằng mơ ước. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Giống bạn đã khám phá một thiên đường hoàn hảo trên bầu trời Paradapia. Chỉ cần sống ở đây, Nobita sẽ trở thành học sinh tiểu học hoàn hảo. Không có chuyện đó đâu, không hề, không hề. Toàn thể người dân sẽ... Các cậu à, hãy mau lánh nạn đi. Bỏ mặt bạn bè mà trốn chạy một mình, làm sao có thể được chứ.